Lian, bảo hiểm trụ cột gia đình, hân hạnh đồng hành cùng hành lý tình yêu. Đọc to lên. Yêu anh là một khoản đầu tư có lời. Trời, đây là đàn ông đầu tiên có tự tin như vậy. Đây, 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 vậy mới được kia thì, đây là một người rất tự tin. Tại vì bây giờ anh đang có hai bàn tay trắng, anh chưa có gì cả, anh chưa có sự nghiệp gì cả. Anh giống như là một cái dự án đang cần một cái người chủ đầu tư nào đó. Thì nếu như em là chủ đầu tư, em đầu tư tình cảm cho anh, anh sẽ mở ra là công sức tuổi trẻ để anh gọi là làm nên sự nghiệp. Ước mơ của anh là có nhà, có xe, có sự nghiệp ở trên này để lo cho em. Thì em yêu anh sau này thì một cái khoảng thời gian đó thì anh có thể là cho em được những cái thứ đó. Thì em có lời một trả một gia tài. Em có lời một trả một gia tài. Vậy chưa kể lấy anh em, làm có lời những đứa con nữa cơ. Có lời những đứa con nữa cơ. Em giống như đây là một cái buổi gọi vốn đầu tư á. Ví dụ em đầu tư cho anh 10 tỷ thì anh sẽ sử dụng cái khoản tiền đó như thế nào? Có suy nghĩ là cái số tiền lớn như thế. vậy là bạn chưa chuẩn bị tinh thần đúng không? Tôi cho bạn chuẩn bị tinh thần này. Xin được chào đón bạn đến với chương trình Thương vụ Bạc Tỷ. Và bạn được đầu tư 10 tỷ, bạn sẽ dùng 10 tỷ làm gì? Nếu như bạn có hoài bão. Bây giờ thì bất ngờ quá. Tuy là em làm kế toán nhưng mà em rất thích kinh doanh. Em cũng từng hay đi buôn bán cho người ta thì em cảm thấy là em kinh doanh buôn bán được. Nên là em suy nghĩ là nếu có 10 tỷ thì em sẽ mở ra là quán ăn hay là cái shop quần áo, shop giày gì đó. Dạ, vậy sau khi mà cái kế hoạch của anh nó thành công rồi á, tức là khoản đầu tư của anh nó có lời rồi thì anh định làm gì tiếp theo? Anh cưới em. Anh có em rồi, còn em thích anh hôn. Em lời. Có lời mới cưới hay là cưới trước rồi cưới sau? Có sự nghiệp xong rồi em mới cưới là có nghĩa có lời xong rồi em sẽ cưới. Có lời xong rồi em sẽ cưới. Vậy nếu như mà đầu tư không có lời tức là không cưới anh? Không, anh vẫn cưới, anh sẽ làm trả nợ cho em. Anh sẽ làm trả nợ cho em. Làm cả đời để trả nợ cho em. Chúng tôi là nhà đầu tư và chúng tôi luôn luôn đi săn tìm những cái cơ hội để nó sinh ra tiền. Mà như các bạn biết, tiền là sự, nó đã là sự quy đổi của mọi thứ rồi. Và đặc biệt tôi là nhà kinh doanh thì tôi phải bảo toàn được vốn. Vì thực ra để có được đồng tiền đó là mồ hôi công sức của rất nhiều người. Và tôi là người cầm cái đồng tiền đó, quản lý đồng tiền đó thì đồng tiền đó nó phải đảm bảo. Đây là bài học mà tôi cũng muốn nói cho chính anh và các cái startup trong tương lai. Cái hay ho của chàng trai này đó là sự tự tin. Đàn ông có thể chưa có tiền nhưng không thể không có sự tự tin. Và chàng trai này đã có được điều đó rồi. Chúng ta chúc mừng và mời bạn hãy mang hành lý của mình về đúng vị trí. Sâm Ngọc Linh Công Tung K5, thần dược đại ngàn hóa quốc bảo Việt Nam.